Chị Ngân ơi, em mới mua cái loại kem chống nắng này, mẹ không biết đây là kem chống nắng vật lý hay hóa học. Đơn giản thôi, em nhìn bảng thành phần nhá. Kem chống nắng vật lý thì sẽ có thành phần ví dụ như là titanium dioxide hay là zinc oxide. Kem chống nắng hóa học thì nó có chứa thành phần ví dụ như là oxy benzon hay là avo benzon. Hai loại này chống nắng khác nhau như thế nào hả chị? Kem chống nắng vật lý nó sẽ tác động trên cơ thể là phản xạ ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào da và kem chống nắng vật lý sẽ phản xạ lại ánh sáng ra bên ngoài. Kem chống nắng hóa học thì tác động trên cơ chế là hấp thụ ánh sáng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào da thì kem chống nắng hóa học sẽ hấp thụ và biến đổi nó sang cái dạng tia có năng lượng thấp hơn để không gây hại cho da. Vậy thì da em nên dùng loại nào ạ? Với kem chống nắng vật lý thì ưu điểm của nó là dễ sử dụng và không gây hại cho da, kể cả với làn da mụn hay làn da nhạy cảm. Nhưng mà kem chống nắng hóa học thì lại không dùng được cho da nhạy cảm bởi vì nó có thể gây nên các hiện tượng đỏ da hay bỏng rát cho da. Với làn da của em thì chị nghĩ rằng là sẽ phù hợp với loại kem chống nắng vật lý. Thế chị giới thiệu cho em một loại kem chống nắng đi ạ. Đây em có thể tham khảo loại này nhá. Đây là loại kem chống nắng vật lý và có thể sử dụng cho làn da của em này. Em cảm ơn chị nhá.